Sport247, nơi cập nhật nhanh nhất các tin tức nóng về thể thao Việt Nam và thế giới. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin sáng trên kênh của Nextsport. Chúng tôi xin gửi đến quý vị khán giả những thông tin về thể thao qua bản tin Sport247, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút sáng hàng ngày. Công Phương lập cú đúp, U20 Việt Nam thắng 5 sao ngày ra quân. U20 Việt Nam bắt đầu hành trình tại vòng loại U20 châu Á 2025 bằng cuộc so tài với U20 Bhutan trên sân vận động Lạch Tray, thành phố Hải Phòng. Thầy trò huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đạt được mục tiêu là giành được chiến thắng đậm, dù màn thể hiện trên sân của đội chủ nhà còn nhiều điều phải cải thiện. Điểm sáng lớn nhất của U20 Việt Nam ở trận đấu này là Nguyễn Công Phương, cầu thủ số 10 từng được ra sân ở V-League, thể hiện rõ sự vượt trội về kinh nghiệm cũng như chất lượng kỹ thuật so với cả đồng đội lẫn đối thủ, dù anh chỉ đá nửa trận. Được tung vào sân ở đầu hiệp 2, Công Phương ghi dấu ấn đậm nét bằng 2 bàn thắng và 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công. Các bàn thắng còn lại được ghi do công của Bảo Long, Đăng Dương và Hữu Tuấn, giúp cho U20 Việt Nam có ngày ra quân với chiến thắng tưng bừng trên sân nhà. U20 Việt Nam giải quyết Bhutan và cũng sẽ giải quyết luôn Guam và Bangladesh bằng chiến thắng. Đó là điều đội trẻ Việt Nam phải làm được. Tuy nhiên, đối thủ lớn nhất của bảng A dành cho U20 Việt Nam là U20 Serbia. Nguyễn Xuân Sơn kiến tạo, Nam Định thắng trận đầu tiên tại V-League 2024-25. Tối ngày 23 tháng 9, trận đấu muộn nhất vòng 2 V-League 2024-25 đã diễn ra trận đấu giữa Nam Định và Quảng Nam. Trước trận đấu, sự chú ý dồn vào tiền đạo mới nhập tịch của Việt Nam là Nguyễn Xuân Sơn. Ngay sau khi tiếng còi khai cuộc, Nam Định tràn lên tấn công, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng. Được đánh giá trên cơ hơn đối thủ, không có gì bất ngờ khi đội chủ sân Thiên Trường áp đảo thế trận. Có thời điểm tỷ lệ kiểm soát bóng của Nam Định lên tới 85%. Ngay những phút đầu, cơ hội đầu tiên đã đến với Lucas Silva, tuy nhiên Văn Công đã xuất sắc cứu nguy. Lần lượt những chân sút khác của Nam Định cũng đã thử sức nhưng chưa một lần thành công trong 45 phút đầu tiên. Sang tới hiệp 2, khối bê tông của Quảng Nam cuối cùng đã bị xuyên thủng. Nguyễn Xuân Son lên tiếng đúng lúc khi có pha kiến tạo cho Henrio ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc. Đáp trả lại từ bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn xua quân lên, tạo nên thế trận đối công hấp dẫn trong những phút còn lại của hiệp 2. Tuy nhiên, những nỗ lực đã không được đền đáp cho đội khách. Bên kia Nam Định cũng không có thêm bàn thắng vào lưới của đối thủ và kết thúc trận đấu 3 điểm đầu tiên trong mùa giải mới. Còn Quảng Nam tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng sau 2 trận toàn thua. Chốt lịch FIFA Day tháng 10 của đội tuyển Việt Nam. Hai đội tuyển khách mời được VFF lựa chọn mời sang thi đấu với đội tuyển Việt Nam là đội tuyển Liban và đội tuyển Ấn Độ. Đây là hai đội tuyển có trình độ được đánh giá khá cân bằng so với đội tuyển Việt Nam nên sẽ rất thuận lợi để huấn luyện viên Kim Sang-sik có sự chuẩn bị tốt trước khi bước vào cuộc đua tại AFF Cup 2024. Trên bảng xếp hạng mới được FIFA công bố, đội tuyển Liban đã tăng 2 bậc để vươn lên vị trí thứ 114 thế giới, xếp trên đội tuyển Việt Nam 2 bậc. Trong khi đó, do thành tích không tốt tại giải giao hữu Intercontinental Cup hồi tháng 9 vừa qua, đội tuyển Ấn Độ đã bị tụt 2 bậc và đang xếp hạng thứ 126. Để chuẩn bị cho FIFA Day tháng 10 2024, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 5 tháng 10. Sau khi kết thúc vòng 4 V-League 2024-25, các trận đấu giữa quốc tế FIFA Day tháng 10 do VFF tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10 tại sân vận động Thiên Trường, thành phố Nam Định. Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh nói lời gan ruột với Công Phương sau chiến thắng 5-0. Đội tuyển U20 Việt Nam vừa có một khởi đầu cực kỳ thuận lợi khi thắng cực đậm ở trận đấu ra quân bảng A gặp U20 Bhutan tại vòng loại U20 châu Á 2025. Cụ thể, trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, những chiến binh trẻ sao vàng đã tận dụng tốt cơ hội để đem về 3 điểm đầu tay với thắng lợi đậm đà 5-0. Trong đó, 5 pha lập công của U20 Việt Nam lần lượt được ghi bởi Bảo Long, Đăng Dương, Công Phương cú đúp và Hữu Tuấn. Nhận xét về trận đấu, huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh cho rằng: thì vừa qua chúng tôi cũng có xem trực tiếp trên sân trận đấu đầu tiên của đội Guam, và vừa rồi cũng xem chúng tôi cũng đã thấy đội Guam có những điểm rất là mạnh và khác với lại Bhutan. Thì chúng tôi cũng đã như nói thì tất cả các đội giải đấu này và tất cả cầu thủ ở các đội bóng đều là những đội bóng là tương đối là mạnh và cái nhiều nền bóng đá khác nhau, và sự tiến bộ của đội Guam đã là một cái mà chúng ta cũng phải dè chừng. Trước khả cầu thủ chúng tôi cũng phải chuẩn bị thật kỹ càng, ban luyện sẽ có những đấu pháp hợp lý cho trận đấu tiếp theo. Chuyên trưởng U20 Việt Nam đặc biệt nhắn nhủ tới Công Phương: lời khen thì chắc tôi để cho các bạn khen
đối với là mong Phương là hãy tiếp tục vững niềm tin, đặc biệt là bản thân mình có năng lực và hãy cố gắng qua được trận đấu. Và trận đấu vừa kết thúc là coi như đã qua, thì chúng ta phải hướng vào trận đấu tiếp theo. Mỗi một trận đấu thì không trận nào giống trận nào, cho nên là tất cả các cầu thủ đều phải sự cố gắng, niềm tin, và đặc biệt là đừng nghĩ nhiều về trận đấu vừa qua có thể vui, nhưng đã kết thúc và trận đấu khác là một cái khác hơn. Cho nên là tôi nghĩ là Công Phương sẽ hiểu được và sẽ giữ được cái niềm tin đó, giữ được cái khát khao chơi bóng đó. Sân vận động lâu đời nhất Việt Nam sắp được nâng cấp với 150 tỷ. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất với tổng mức đầu tư hơn 149 tỷ đồng. Dự kiến sân vận động Thống Nhất sẽ được cải tạo. Dự kiến sân vận động Thống Nhất sẽ được cải tạo khu khán đài A, C, D, sân cỏ, đường chạy, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và một số hạng mục khác. Sân vận động này cũng xây mới khu khán đài B, C1, D1 với quy mô 3 tầng. Trong quá trình thi công dự án, sân vận động sẽ xây thêm nhà điều hành xử lý nước thải, nhà tập kết rác, bể nước ngầm sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lý nước, cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống đèn trên khu khán đài, cây xanh, thảm cỏ và hệ thống chống sét. Nhiều năm nay, sân vận động Thống Nhất đã chứng kiến tình trạng xuống cấp và sức chứa khá nhỏ, chỉ khoảng 14.400 chỗ. Hiện tại, sân Thống Nhất chuẩn bị cải tạo khán đài B, nâng sức chứa khoảng 19.000 chỗ ngồi. Thể thao quốc tế cũng có những thông tin rất nóng trong 24 giờ qua. Sau đây là những thông tin chính. Huấn luyện viên Pep Guardiola lý giải về cú đá mạnh vào băng ghế huấn luyện. Trong trận đấu căng thẳng giữa Manchester City và Arsenal vào ngày 23 tháng 9, hai đội đã cầm hòa nhau với tỷ số 2 đều, để lại rất nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Huấn luyện viên Pep Guardiola không thể kiềm chế được sự tức giận của mình khi ông thực hiện một cú đá mạnh vào băng ghế huấn luyện, phản ánh sự bức xúc hiếm thấy từ nhà cầm quân 53 tuổi. Sự cố diễn ra khi Arsenal được hưởng quả phạt đền tại gần giữa sân, trong khi trọng tài Michael Oliver đang nhắc nhở cầu thủ, Arsenal bất ngờ thực hiện quả đá phạt nhanh. Martinelli chuyền bóng cho Calafiori, người đã ghi bàn gỡ hòa tuyệt đẹp khiến Pep Guardiola không thể giữ được bình tĩnh. Tờ Marca đã mô tả khoảng cách này như một cơn giận dữ thực sự, trong khi Daily Mail nhấn mạnh lý do đằng sau sự bực bội của Guardiola. Trước đó, Man City đã mở tỷ số nhờ bàn thắng của Erling Haaland ở phút thứ 9. Tuy nhiên, Arsenal không chỉ gỡ hòa mà còn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút thứ bù giờ hiệp 1. Mặc dù đội bóng này phải thi đấu với 10 người sau chiếc thẻ vàng thứ 2 của Cho San. Trong những phút cuối, Arsenal đã cố gắng bảo toàn lợi thế nhưng không thành công. Joe Stone đã ghi bàn gỡ hòa cho Man City ở phút thứ 90+8, khiến cả hai đội phải chia điểm. Pep Guardiola đã chỉ trích quyết định của trọng tài, nhấn mạnh rằng tình huống đã xảy ra rất khó hiểu và ông sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau. Ông cũng cho rằng hành động đá cực mạnh vào băng ghế huấn luyện vì quá tức giận bởi tình huống khó hiểu trên xảy ra. Sa thải công thần, Australia bổ nhiệm cựu huấn luyện viên Crystal Palace ngồi vào ghế nóng. Tony Popovic chấp nhận lời đề nghị của Liên đoàn bóng đá Australia sau khi hợp đồng của ông với Melbourne Victory hết hạn vào ngày 30 tháng 6. Trang web chính thức của The Soccer Group cho biết hợp đồng của huấn luyện viên Crystal Palace với đội tuyển Australia có thời hạn đến World Cup 2026. Popovic thay thế cho Graham, người từ chức từ thứ 6 tuần trước sau thất bại 0-1 trên sân nhà trước Bahrain và trước đó là trận hòa không bàn thắng với Indonesia của Australia. Trong sự nghiệp thi đấu, Popovic đã có 58 lần ra sân cho Soccer Roots và chơi cho các câu lạc bộ như Sydney United, Sanfrecce Hiroshima của Nhật Bản và Crystal Palace của Anh. Rodri có nguy cơ nghỉ thi đấu 9 tháng. Trong trận gặp Arsenal, Rodri bị đau trong một tình huống đá phạt góc. Nhà vô địch Euro dường như đã gặp phải vấn đề ở đầu gối. Ngay lập tức, anh được rút ra để nghỉ nhường chỗ cho Mateo. Physiosco, một tài khoản mạng xã hội chuyên phân tích các chấn thương của các cầu thủ ở Premier League và Champions League nhận định, đầu gối phải của Rodri nghiêng vào trong và có dấu hiệu gập dẫn đến xương chày, hơi dịch chuyển. Cầu thủ này có lẽ đã bị một vết rách ở dây chằng chéo trước, thậm chí có thể là cả tổn thương sụn chêm. Nếu dự đoán của Sco là đúng, Rodri sẽ phải lên bàn mổ. Với các loại tổn thương như rách, đứt dây chằng, các cầu thủ sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6 đến 9 tháng, thậm chí là lâu hơn. Rodri là nhân tố quan trọng trong hệ thống vận hành của Man City, thậm chí tầm ảnh hưởng của anh còn được đánh giá là cao hơn cả Erling Haaland.